Tập đoàn Gazprom cho biết xuất khẩu khí đốt của Nga sang các nước ngoài của Liên Xô cũ đã giảm hơn 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Gazprom hôm 1 tháng 6 công bố kim ngạch xuất khẩu khí đốt của Nga đến các nước ngoài Liên Xô cũ trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 61 tỷ mét khối, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này được cho là do Nga mất đi một số khách hàng nhập khí đốt ở châu Âu. Gazprom cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống năng lượng Siberia đang tăng, song không cung cấp số liệu chi tiết. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2 nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine, Moscow đã yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Sau đó, Gazprom đã đưa ra cho khách hàng một giải pháp. Quốc gia nhập khí đốt Nga có thể thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la Mỹ thông qua một tài khoản tại ngân hàng Gazprombank. Khoản tiền này sau đó sẽ được quy đổi thành đồng rúp để chuyển sang tài khoản thứ hai nhằm thanh toán cho Nga. Tuy nhiên, nhiều công ty châu Âu đã từ chối làm theo. Ngày 31 tháng 5, Gazprom tuyên bố ngừng bán khí đốt cho hai công ty năng lượng của Đức và Đan Mạch vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Trước đó, Gazprom cũng ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 6, ngay sau khi đợt mưa kéo dài trong cả tháng 5 chấm dứt, thì miền Bắc đã nắng nóng trở lại, một số nơi thì còn có nắng nóng gay gắt. Thời tiết thay đổi đột ngột nên người dân cần phải chú ý đề phòng. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ thì ngày nắng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ C, riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình nhiệt độ là 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 34 đến 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến là từ 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 13 đến 16 giờ. Dự báo đợt nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài tới hết ngày 6 tháng 6, sau đó thì mưa sẽ quay trở lại. Số ngày nắng nóng trong tháng này cũng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị, từng bước nâng số lượng phương tiện giao thông công cộng chất lượng cao, thân thiện với môi trường phục vụ người dân thủ đô. Từ ngày 1 tháng 6, VinBus đã đưa thêm tuyến buýt điện E09 vào hoạt động. Đây là tuyến buýt điện thứ 8 được đưa vào khai thác trên địa bàn thành phố. Theo đó, tuyến xe buýt điện thứ 8 E09 phục vụ nhân dân vùng phía Tây thành phố có lộ trình bắt đầu từ khu đô thị Smart City qua các tuyến phố với điểm cuối là công viên nước Hồ Tây và ngược lại. Với tần suất là 20 phút một chuyến, thời gian hoạt động là 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày, giá vé đồng hạng 7.000 đồng một lượt. Còn trước đó, Hà Nội đã đưa vào vận hành 7 tuyến buýt điện có trợ giá đều do VinBus quản lý. Vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông là hành vi đặc biệt nguy hiểm và có thể gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, thương tâm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra và việc xử lý vi phạm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Thái Nguyên. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn, Bộ Công an ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung huy động trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra xử lý. Thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm trên các cái tuyến được phân cấp. Trong quá trình xử lý thì chúng tôi cũng đã tập trung vào thứ nhất là cái hành vi người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn, vì chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái nguyên nhân đã dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông có thể gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Đấy, được dư luận là quan tâm. Xác định những vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là nguyên nhân chủ yếu gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra xử lý, kết hợp với công tác tuyên truyền để người dân tuân thủ các quy định của pháp luật. Đã biết rồi nhưng mà cũng thường qua, còn không bia xong rồi hôm nay đi làm ca hai. Đây làm ngay điện màu đây này. Chứ thì bây giờ đến đi giờ đi làm rồi chứ không phải uống đâu gì cả. Biết rồi nhưng hôm qua tối qua chứ không phải hôm nay nó vẫn còn. Nếu cái nhíu rượu hôm nay có mà gì sặc rượu lên. điều khiển xe phương tiện xe ô tô và có nồng độ cồn thì nó cũng ảnh hưởng cho mọi người hành khách trên xe và cũng gây gánh nặng cho bản thân mình và cho bản thân hành khách trên xe. Đối với những trường hợp mà vi phạm về nồng độ cồn thì cũng có những trường hợp người ta trốn tránh, rồi người ta cũng không tiến hành thổi đấy, ống thổi đấy, do đó cũng có những cái khó khăn trong cái quá trình mà xử lý. Do đó chúng tôi cũng vận động thuyết phục để người vi phạm hiểu và chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật. Thế qua cái công tác tuần tra kiểm soát đấy thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền để cho người điều khiển phương tiện cũng như là quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các cái quy định. Tai nạn giao thông hiện không trừ một ai và đặc biệt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn thì nguy cơ lại càng cao. Việc tăng cường hoạt động xử lý không chỉ giúp ngăn ngừa tai nạn giao thông mà còn nâng cao hành vi nhận thức của người tham gia giao thông đối với các vi phạm này. Thưa quý vị, đến với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương những ngày này thì chúng ta có thể bắt gặp không khí nhộn nhịp của những chuyến xe chở đầy ắp vải thiều chín sớm cùng với gương mặt rạng ngời của người dân vận chuyển đi tiêu thụ ở khắp nơi. Người trồng vải Thanh Hà năm nay rất vui vì vải vừa được mùa lại vừa được giá. Những năm gần đây, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây vải Thanh Hà sớm nên người dân huyện Thanh Hà tích cực chăm sóc. Nhờ vậy cây vải năm nay khỏe mạnh, sai quả, chín đẹp và ngon ngọt hơn so với những mùa vải năm trước. Năm nay thời tiết thuận lợi giúp vải tăng tỷ lệ ra hoa nên sai quả đạt chất lượng cao. Yếu tố thuận lợi hơn nữa là dịch bệnh được kiểm soát nên vải Thanh Hà được mùa lại được cả giá. Hiện giá vải u trứng trắng cực sớm có giá từ 160.000 đến 180.000 đồng một kg, cao hơn so với năm trước khoảng từ 50.000 đến 60.000 đồng. Còn vải u hồng có giá từ 35.000 đến 40.000 đồng một kg. Dự kiến năm nay tổng sản lượng vải Thanh Hà đạt khoảng 40.000 tấn. Được biết năm 2022, huyện Thanh Hà cũng mở rộng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước như Nhật Bản, Úc, Mỹ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng mức lương tối thiểu giờ dự kiến quá thấp, cần nhân thêm hệ số 1,3 đến 1,5 để bảo vệ người lao động làm việc theo giờ. Đây là ý kiến được đưa vào góp ý trong dự thảo nghị định về lương tối thiểu. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này đánh giá mức 15.600 đồng đến 22.500 đồng một giờ như đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là quá thấp. Thị trường lao động thực tế đang trả cao hơn nhiều và kiến nghị nhân thêm hệ số phù hợp với giá cả sức lao động theo giờ trên thị trường và chi phí cuộc sống của người lao động. Trước đó, trong hai phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia hồi tháng 3 và đầu tháng 4, đại diện công đoàn đưa ra ý kiến cần thêm hệ số vào lương tối thiểu giờ, song cuối cùng toàn bộ thành viên đồng thuận phương án quy đổi tương đương từ lương tháng sang giờ. Khảo sát tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng cho kết quả với đầu năm 2022, số doanh nghiệp tuyển lao động theo giờ đang gia tăng, mức lương mỗi giờ ở các công ty trả cho nhân viên cũng tăng. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thuế, đến hết ngày 30 tháng 6 thì toàn bộ doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn điện tử. Ngành thuế sử dụng mã QR code để xuất hóa đơn ngay trên điện thoại của người dân. Với việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí không nhỏ cho việc in ấn hóa đơn giấy truyền thống. Ước tính khi toàn bộ người dân sử dụng thì số hóa đơn trong một năm dự kiến là 6,5 đến 7 tỷ, tức là trung bình mỗi tháng thì có khoảng là 400 đến 500 triệu tiền hóa đơn. Số hóa đơn mà ngành thuế tiếp nhận xử lý đến ngày 24 tháng 5 là hơn 318 triệu. Phía cơ quan thuế cũng khuyến khích người dân nên lấy hóa đơn sau khi sử dụng dịch vụ. Được biết, việc xuất hóa đơn là quy định của pháp luật, nếu doanh nghiệp bán hàng mà không xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt. Mặt khác, hóa đơn cũng là chứng từ để xác định nguồn gốc, giá trị hàng hóa và là căn cứ để xử lý tranh chấp dân sự. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn 5 tháng đầu năm đã đạt trên 26,2% kế hoạch năm, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Theo đó, vốn đã được cấp cho một số công trình trọng điểm như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2022. Hay dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tổng khối lượng thực hiện dự án đạt trên 90%, đã vận chuyển 17 trên 17 đoàn tàu về Depot, Long Thạnh, Long Bình, thành phố Thủ Đức chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm. Qua thống kê đánh giá thì trong 5 tháng qua, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn thành phố Hồ Chí Minh ước thực hiện được khoảng 8.358 tỷ đồng. Ngay sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, Trước bao khó khăn, thách thức, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn xác định một quyết tâm lớn thực hiện bằng được các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra cho cả 5 năm 2021 đến 2025 với phương châm phục hồi theo hình chữ V. Cụ thể là ngay trong năm nay thì thành phố tập trung phục hồi sản xuất, kinh doanh, khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất cung ứng, giúp doanh nghiệp tái gia nhập thị trường. Và từ năm 2023 thì sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng, bù đắp những tổn thất của 2 năm là 2020 và 2021 hướng đến phát triển bền vững. Đúng một năm trước, tại thời điểm này ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu quý vị ở đây có thể cảm nhận được là thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ rất là vắng lặng. Tâm lý người dân lúc bấy giờ thì hoang mang, thậm chí là sợ hãi với dịch Covid-19. Tuy nhiên sau một năm, quý vị có thể thấy đó, dịch Covid-19 đã được kiểm soát ở cả nước và tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống của đô thị sầm uất bậc nhất cả nước đã trở lại. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phục hồi một cách ngoạn mục, tăng trưởng từ âm sang dương. Nền kinh tế thành phố là hồi phục rất nhanh. Ví dụ như là cuối năm ngoái, GDP của thành phố là âm 6,78%. Nhưng mà quý 1 năm 2022 thì chúng ta đã có GDP của thành phố là dư 1,88%. Và theo cái tổng kết đánh giá đó, dự kiến là 6 tháng đầu năm của chúng ta sẽ tăng khoảng 2,5 đến 3%. Và dự kiến là cuối năm nay chúng ta có thể tăng đến 6 hoặc 7%. Trong 4 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đều có mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 168.000 tỷ đồng, đạt 43,51% dự toán, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 6% so với cùng kỳ. Qua cái trao đổi thông tin của doanh nghiệp cũng như là đi thực tế tại doanh nghiệp thì rõ ràng là cái sự phục hồi của doanh nghiệp rất là tích cực. Nếu như dịch bệnh không có những diễn biến phức tạp thì dự kiến sẽ đạt cái kế hoạch đề ra là 26 tỷ giá trị sản xuất tỷ đô trong năm 2022, tức là vượt 18% so với năm 2021. Tình hình sản xuất trở lại bình thường, các hoạt động thương mại dịch vụ và các hoạt động xã hội của người dân là trở lại bình thường. Và điều đó cho thấy là những cái dấu hiệu rất tích cực cho cái sự phát triển của thành phố. Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thì diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 năm nay cũng đã chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi đăng cai tổ chức. Và thành phố Hồ Chí Minh tại diễn đàn này thì cũng sẽ tham gia những cái tham luận với các chủ đề chính như là về nguồn nhân lực, về phát triển thị trường vốn và bất động sản, về chuyển đổi số cũng như là chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là dịp để thành phố Hồ Chí Minh thể hiện vai trò dẫn dắt cũng như là vị thế kinh tế đầu tàu của cả nước, cũng như là thể hiện sức sống mãnh liệt và sức chống chịu của thành phố Hồ Chí Minh trong suốt một năm vừa qua. Chúng tôi đã đề cập về câu chuyện phát triển nóng homestay tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã khiến cho bức tranh phong cảnh Tây Bắc ở Vân Hồ trở nên loang lổ, nhếch nhác khi bị đào bới, san lấp, bê tông hóa. Còn đối với huyện Mộc Châu, một trong những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch bậc nhất ở Sơn La, thì việc phát triển homestay tại đây đang được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại huyện Mộc Châu. Mộc Châu vốn nổi tiếng là địa điểm du lịch tiềm năng của khu vực phía Bắc. Chính vì thế nên mỗi thước đất ở Mộc Châu đều có thể làm du lịch. Dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng bằng một cách nào đó, quán cà phê này vẫn được dựng trên đất nông nghiệp. Tuy là chuyển đổi, nhưng nó đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho mô hình này càng nở rộ ở Mộc Châu. Trước đây thì cái khu đồi này là khu đồi để sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả là cây mận, cây mơ và trồng ngô nữa. Cái nhu cầu của lượng khách hàng nó khá lớn mà mình chưa được phép xây dựng nên là hoàn toàn bây giờ mô hình của mình nó đang trong kiểu rất là thô sơ. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì cũng có rất là nhiều người dân họ cố tình, mặc dù biết thì vẫn là cố tình vi phạm. Chúng tôi thì cũng đang tập trung để giải quyết dứt điểm những cái vấn đề này. Đối với những trường hợp mà đang xây dựng trên đất nông nghiệp thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải trả lại cái hiện trạng, yêu cầu là tháo dỡ. Cách đó không xa, những công trình xây dựng chưa đúng giấy phép được cấp không phải là hiếm. Và khu du lịch sinh thái Hồng Kông là một ví dụ như vậy. Dù xét về luật là vi phạm, nhưng cũng bởi cung không đủ cầu nên những ngôi nhà như thế này đã được dựng lên để đón khách du lịch. Xã và huyện cũng đã có những cái văn bản để thông báo cho người dân, cũng như là chỗ mình đang đứng là sẽ làm đơn để điều chỉnh quy hoạch làm sao nó phù hợp với cái đất mình sử dụng lâu dài. Chính vì thế mà người dân đã rất mong muốn là có một cơ chế nào đấy để huyện và tỉnh sớm để tạo điều kiện cho người dân về pháp lý rõ ràng để họ sẵn sàng đầu tư để mà phát triển du lịch. Dream Garden Mộc Châu là một homestay cũng mới vừa được đầu tư xây dựng. Chưa rõ diện tích xây dựng homestay này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng hay chưa. Chỉ biết rằng tới đây khi mà độ xây dựng tăng lên gấp đôi thì có lẽ núi đồi sẽ bị băm nát, quy hoạch sẽ bị bóp méo.